Hôm nay, cơn bão số 10 có tên gọi San San đã đổ bộ vào đảo chính Kyushu, phía tây nam Nhật Bản, kèm theo mưa lớn, gió giật rất mạnh và gây thiệt hại nghiêm trọng. Hàng triệu người dân Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán sau khi cơn bão San San đổ bộ mang theo gió mạnh và mưa lớn làm mất điện và tắc nghẽn giao thông. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA đã ban bố cảnh báo đặc biệt về bão, vốn rất hiếm xảy ra ở đây, đối với hầu khắp các khu vực tây nam Nhật Bản. Reuters dẫn nguồn tin chức trách địa phương cho biết, hơn 5,2 triệu người dân đã được ban hành thông báo sơ tán trên khắp cả nước. Hiện cơn bão đang di chuyển chậm về phía bắc gần thành phố Uzen thuộc tỉnh Nagasaki. Với tốc độ gió duy trì tối đa là 108 km/h, gió giật lên tới 162 km/h. Khu vực Kyushu vẫn nằm trong vùng tâm bão và đang phải đối mặt với gió mạnh, khiến ô tô và cây cối bị đổ. Mưa lớn tiếp tục được ghi nhận trên diện rộng trên toàn quốc, nghiêm trọng nhất là ở khu vực Shikoku. Nhiều con sông trên khắp khu vực cũng đang có nguy cơ xảy ra lũ lụt. Trong khi đó, các thành phố Bungo Tokada và Kunisaki ở tỉnh Oita cũng đã ban hành cảnh báo khẩn cấp cấp độ 5, mức độ cao nhất đối với gần 30.000 cư dân. Kunisaki đã ban bố cảnh báo lúc 14 giờ 15 phút cho tất cả 3.909 hộ gia đình, bao gồm 8.518 cư dân ở khu vực Akimachi của thành phố, sau khi sông Aki tràn bờ do mưa lớn. Các lệnh sơ tán cấp độ 4 vẫn có hiệu lực đối với phần còn lại của thành phố Kunisaki thuộc tỉnh Oita, khi mưa bão ảnh hưởng đến 9.206 hộ gia đình và 19.414 cư dân.